cày thật các bạn ạ. Ngày xưa mà mỗi lần cắt tóc xong ấy, thấy mình đẹp trai vãi chưởng. Bây giờ cắt tóc xong nhìn vẫn xấu nguyên. Hello các bạn. Định làm một cái video chơi chơi thôi, quay vui cho các bạn xem. Đây là mấy cái hoạt động cuối tuần vừa rồi của nhà mình ấy. Chủ nhật thì mình về quê, sau đó lên thì có đi ăn đồ nướng. Định chẳng quay gì cả, định quay chơi thôi. Nhưng mà bạn mình lại bảo là review đi, review cho cái cửa hàng đồ nướng đấy, bởi vì nó là của ông bạn. Thôi thì review, đây là cái cửa hàng đồ nướng ở ngay chỗ Giảng Võ các bạn nhé. B3 gì đấy, tên là Gumiho. Đồ ăn đây thì nướng rất là mềm nhé. Thịt thì rất là mềm, rau thì nhiều, ăn buffet đâm ra là ăn thoải mái. Nói chung là mình chỉ thấy no vãi chưởng thôi. Không gian ở trong này thì cũng sạch sẽ. Đỗ xe thì các bạn sẽ đến đấy, sau bạn đỗ xe bạn để xe ở đấy là bạn đưa ra cho chìa khóa cho nhân viên thì họ sẽ mang ra kia họ đỗ. Ăn ở đây thì nói chung là mình đánh giá là ok. Thực ra thì chỉ ok thôi, tại vì là những cái cửa hàng đồ nướng thì mình thấy nó cũng như nhau, ăn không thấy có ông nào đặc biệt cả. Nhà vệ sinh thì sạch sẽ và cái không gian thì nó cũng tương đối thoáng, nhân viên thì nhiệt tình, ok. Nói chung là cũng được. Đấy, vào đây ăn, nếu mà các bạn nào tóc dài ấy thì các bạn có thêm cái buộc tóc này nữa để buộc nhé, rất là hay. Ok, bây giờ sẽ đi uống trà sữa. Rất tiếc là cửa hàng trà sữa còn đóng cửa các bạn ạ. Thế là mình cho con nhà mình đi nhảy jump một lúc. Mình thì ngồi ngoài xem phim để đợi đến hết giờ đây. 2 tiếng ngồi chỉ cày phim Hàn Quốc rồi. Xong đó là hết ngày. Thế là hoạt động cuối tuần, chẳng có cái gì nữa các bạn. Mệt quá các bạn, về đến nhà rồi. Nhưng mà tối nay còn phải đi nhậu nữa. Cuối tuần sao chẳng lúc nào cũng mệt quá. Ok, thank you các bạn đã xem video. Bye.